Dạ, thưa sư, con xin được bắt đầu ạ. Ok, có tính rồi, đọc. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ sư Tinh Tuệ, con kính lễ quý sư cùng quý cô tu nữ. Kính chào các anh chị đạo hữu trong lớp học. Đã đến giờ lễ bái Tam Bảo, kính xin tất cả cùng trang nghiêm thân khẩu ý hướng tâm về thời kinh lễ bái Tam Bảo. Xin mời đạo hữu Hồng Mai thay mặt lớp học lên tụng kinh lễ bái Tam Bảo ạ. Kính lễ Tinh Tuệ và các sư, con kính lễ quý thân sư nữ, xin kính chào đủ trong lớp học đã đến giờ. Ôi, như có phải đường nữa không? Ni mane i pe ga te ja ga me ta ru wa na ne ge ta wa ni se te ya 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 Xin mời đạo hữu Trần Văn Điền tắt mic ạ. Nam tu thammasavana kalo ayam padanta thammasavana kalo ayam padanta thammasavana kalo ayam padanta. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi, Saṅghaṃ saraṇaṃ gacchāmi, Tutiyampi Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi, Tutiyampi Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi, Tutiyampi Saṅghaṃ saraṇaṃ gacchāmi, Tatiyampi Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Tatiyampi Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Tatiyampi Saṅghaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Iti piso bhagavā arahaṃ sammā sambuddho viccā caraṇa sampanno sugato lokavidu anuttaro purisa dhamma sarati sakkha deva manussa sanang buddho bhagava sinatthi me saranang anyang buddho me saranang warang etena satcha vacchena hotu me jaya mangalang uttamang jaina vandehang padapam sum varuttamang buddhe yokalito doso Buddho kamatutang namang Tua kato bhagavata Thammo sandhittiko akaliko Ehipastiko opanayiko Pachyattang veditappo vinyohi Sinatthi me saranang anyang Thammo me saranang warang Etena sat Chawat che na ho tu me chaya mangalang
Uttamange na vande ham thammang cha du ni sang wa rang thamme yo khalito do so thammo khamatu tang namang Supatipanno bhagavato savaka sangho Supatipanno bhagavato savaka sangho Nyayapatipanno bhagavato savaka sangho Samichipatipanno bhagavato savaka sangho Yadidang chattari purisa yugani atha purisa pukkala Esa bhagavato savaka sangho Amiyo pahunayyo Tathi nayyo anjalikaraniyo Anuttarang punyakhetang lokasa Vinatthi me saranang anyang Sangho me saranang warang Ete na satjavan che na hotu me jaya mangalang Uttamang gay na vandehang Sankhan chadui thottamang Sankhe yo kalito do so Sankho kamatu tang mamang Vanda mi che ti yang sappang Sappathane supatiti tang Saririkatha tumaha bothin buddharupang sakalang sada Sambuddha attha visancha dvada sancha sahasake Pancha sata sahasani nama nisirasa aham Te sang thammancha sangkhancha adarena namamiham Namakaranupavenahantva sabbe upadave aneka Antaraya pivinastantu asse sato Sambuddhe pancha sangcha chatuvi sati sahasake Tasa sata sahasa ni nama ni sirasa ahang te sang Thammang cha sang khang cha adare na nama mi hang Namakara na sawe na hang toa Upatna we aneka Antaraya piwinastam tu ase sato Sambut te na buddhasate attha chattali sasaha sakevi sati sata saha sani namami sirasa aham te sang thammang cha sang khang cha adare na namami ham namakara nu pawe na ham toa sabbe upatta we aneka Antaraya pivinastam tu asse sato Sabbe purati maya disaya satta Avera sukhi hontu sabbe Purati maya anu disaya satta Avera sukhi hontu sabbe Dankinaya disaya satta Avera sukhi hontu sabbe Dankinaya anuvisaya satta Avera sukhi hontu sabbe Pachimaya disaya satta Avera sukhi hontu sabbe Pachimaya anuvisaya satta Avera sukhi hontu sabbe Uttaraya disaya satta Avera sukhi hontu sabbe Uttaraya anudisaya satta Avera sukhi hontu sabbe Uparimaya disaya satta Avera sukhi hontu sabbe Hattimaya disaya satta Avera Sukhi hontu sabbe,
cha hòn tu ani ga hòn tu di ga yuka hòn tu aroga hòn tu sampatti hi samicchan tu sukhi attanam pariharan tu dukkha patta cha dukkha payapatta cha nippaya soka patta cha soka hòn tu sap đề phi pa ni no a ca sa pa cha phum mat pa đề qua na ga ma hit thi ca un nhang no anu mô đan tu thi răng rắc khăn tu sa sa năng a ca sa pa cha phum mat pa đề qua na ga ma hit un nhang no anu mô đàn tu chi răng rắc khan tu sa sa năng dạ sám hối chi răng rắc khan no ga ru a ca sa tha cha phum mat tha đề qua na ga ma hi ti ca un nhang no anu mô đàn tu chi răng rắc khan ma ta yo a ca sa a cha phum mat tha đề qua na ga ma hi ti ca bun nhang no anu mô đàng tu chi răng rắc khan tu pa ni no a ca sa tha cha phum mat tha đề qua na ga ma hi ti ca bun nhang no anu mô đàng tu chi răng rắc khan tu no sa da idang watano punyang asawa kaya waham ho tu anagate kale. Dạ phân tâm sa thảo sa sa thủ sa thủ sa thủ. Dạ thời kinh lễ bái Tam Bảo đã hoàn tất, chúng con kính mời giảng sư Tinh Tuệ lên thuyết giảng bài học vi diệu pháp ngày hôm nay ạ. Kính chúc quý đạo hữu có buổi học pháp an vui và tiến hóa. Dạ con kính dâng mic đến sư ạ. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Mày, Nam mô Sang Khải. Xin chào lớp. Bây giờ hôm nay thì chúng ta học tiếp phần học tiếp phần sắc y sinh. Vì phần sắc y sinh hôm trước mình chưa có đọc phần cái đoạn Bali, cho nên hôm nay thì mình học đọc cái phần Bali đó trước, rồi chúng ta sẽ nghe giảng tiếp theo để mình làm quen với một số từ ngữ Bali ở trong vi diệu pháp. Rồi đây là phần mình có hai trang đề cập đến 24 sắc y sinh. Việc nghe đọc trước rồi sau đó mời các tử giơ tay lên để mình tập đọc. Upadaya rupam. Chakkhu so tang kha năng chi quá hà ca dù pasada rupam namah. Thì ở đây chúng ta thấy là cái chữ chắc khú thì là danh từ trung tính, sô tăng cũng là danh từ trung tính, khả năng cũng là danh từ trung tính, chi quá ha danh từ nữ tính, ca vô thì danh từ nam tính, bát sa đa ru băng thì danh từ trung tính, tức là nó được chia ở cách chúng ta để ý như vậy để sau này chúng ta cần xài nó thì chúng ta cũng biết nó là ở dạng danh từ ở tính nào để mình xài luôn. Là nhờ đọc những đoạn Bali như những câu Bali như thế này mà biết được tính của nó, chứ không ai người ta đi học là chắc khú là trung tính, sô tá là trung tính, kha na ca giá là nam tính, không ai người ta học như vậy. Mà nhờ học những đoạn Bali, những đoạn kinh, những câu kinh bài tập rồi đó là giải qua giải lại lâu thì người ta nhớ nó. Chắc khu sô tăng khả năng chi quá ha ca vô
Pasada rupang nama. Thì ở đây mình có đó là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, gọi là sắc thần kinh. Sắc thần kinh ở đây thì vì cách đề cập ở trong trong trường hợp này đó là để tức là chỉ biết lại nhãn nhĩ tỷ thiệt thân thôi, tại ở phía sau người ta sử dụng cái chữ passada rupang, tức là xài chung cho năm trường hợp. Còn giờ nếu mình muốn viết từng trường hợp thì mình phải viết đó là chắc khú passada rupang, sota passada rupang, khana passada rupang, chiếu hà passada rupang, kaya passada rupang, làm phải viết ghép lại vậy. Nếu viết từng chữ. Còn ở đây thì ở trong Bali thì người ta đề cập ngắn gọn vậy. Rồi trường hợp câu thứ hai. Rupang saddo gantho rakso apo thatu vivacchitang putattaya sankhatang putthappang gochara rupang nama. Rupang saddo gantho rakso apo thatu vivacchitang vivacchitang putattaya sankhatang putthappang gochara rupang nama. Thì ở đây mình có gì? Sắc nè, rupang là sắc, danh từ trung tính, saddo là thinh nè, danh từ nam tính, gantho là mùi nè, danh từ nam tính, raso là vị nè, là danh từ nam tính, apo tha tú vi quách chi tăng, apo tha tú vi quách chi tăng, ngoại trừ gì? Ngoại trừ đó là apo tha tú, nhớ apo tha tú không? Hôm trước mình học bốn sắc đại hiển làm có gì? Pathavi tha tú, apo tha là đất, nước thì apo tha tú, lửa thì te chô tha tú, gió là vayo tha tú. Thì ở đây là apo tha tú vi quách chi tăng, tức là ngoại trừ, ngoại trừ là yếu tố nước, phù tách tái giang sang kha tăng phô thấp bèn. Thì ở đây là phù tá, chữ phù tá ở đây là chỉ cho sắc đại hiện, tức là ha phù tá tái giá. Tái giá trong trường hợp này là chỉ cho tí là ba, sang kha tăng gọi là phô thấp bèn xúc, phô thấp bèn là xúc. Thì ở đây muốn nói đó là ngoại trừ ngoại trừ ngoại trừ nguyên tố nước, ba sắc đại hiển còn lại được gọi là xúc, được gọi là xúc. Gochara rupang nama, gochara rupang nama gọi là sắc cảnh, gọi là sắc cảnh. Và là cái chữ gochara này người ta còn gọi là gì nữa? Rồi, tạm dịch là sắc cảnh, tức là có sắc cảnh thì mình có gì? Mình có bốn, tức là sắc cảnh sắc, sắc cảnh thinh, sắc cảnh khí, sắc cảnh mùi và sắc cảnh vị. Yeah. Thì mình thiếu là cảnh xúc. Thì ở đây mình mới có câu Bali đó là cảnh xúc ở đây tức là chỉ cho gì? Là ba đại, ba đại ngoài trừ gì? Ngoài trừ là thủy đại. Ngoài trừ thủy đại là ba đại còn lại thì thuộc về cảnh xúc. Itthattang purisattang pavarupang nama,
ithat tang purisat tang thawa rupang nama, tức là ở đây là hai sắc tính. Thawa rupang ở đây đó là hai sắc tính, sắc tính xin lỗi, thawa rupang gọi là sắc. Ithat tang là nữ tính, purisat tang là nam tính, thawa rupang nama gọi là sắc tính. Hadaya vatthu hadaya rupang nama. Hadaya vatthu ở đây đó là ý vật, còn hadaya rupang nama gọi là sắc vật. Chi vi tình tri giang chi vi tá rupang nama, mạng quyền, gọi là sắc mạng quyền. Chi vi tình tri giang chi vi tá rupang nama, thì ở đây là nó dạng trung tính hết, hết ấy giáo và thuốc là dạng trung tính. Đọc lại lần nữa ha. Upa daya rupang chakhu so tang khanang jiva ha kayo pasada rupang nama. Chữ pasada rupang hôm trước mình viết lộn, chữ này là chữ pa chứ không phải là chữ pa ha, mình sửa lại cái chỗ đó mà có giúp sư. Rupang sado gantho raso apa apo tha tu vivacchi tang pu tat taya sang kha tang potthap potthap pang go chara rupang nama. Ithat tang purisat tang phava rupang nama. Hadaya vatthu hadaya rupang nama. Chivitin diyang chivita rupang nama. Rồi phần tiếp theo. Kappalinkara kappalin kappalikaro aharo ahara. Kappalikaro aharo ahara rupang nama. Kappalikaro aharo ahara rupang nama. Cái này à. Này vật thực cứng gọi là sắc vật thực. Vật thực cứng gọi là sắc vật thực. Thì ở đây chữ kappalikaro aharo thì anh chi dạng nam tính, ahara rupang thì dạng trung tính. Akasathatu paricheda rupang nama. Akasathatu paricheda rupang nama. Ở đây đó là akasathatu tức là không giới, thì gọi là sắc hư không hoặc là sắc giao giới. Ở trong trường hợp này gọi sắc giao giới. Kaya vinyati vachi vinyati vinyati rupang nama. Kaya vinyati vachi vinyati vinyati rupang nama, tức là thân biểu tri, khẩu biểu tri gọi là sắc biểu tri. Thân biểu tri, khẩu biểu tri gọi là sắc biểu tri. Rupasa lahuta muduta kammayata vikara rupang nama. Rupasa lahuta muduta kammayata vikara rupang nama. Sự khinh, sự nhu, sự thích nghiệp của sắc pháp gọi là ba sắc, gọi là ba sắc đặc biệt, gọi là sắc đặc biệt.
sự khinh nhu thích nghiệp của sắc gọi là sắc đặc biệt. Rupa sắc upachayo upachayo sampatti charata anicchata lakkhana rupang nama. Rupa sắc upachayo sampatti charata anicchata lakkhana rupang nama, tức là sự sinh, sự tiến, sinh tiếng, sự dị, sự diệt, gọi là ma bộ, gọi là sắc tướng trạng, gọi là sắc tướng trạng. Thì đó là phần 24 sắc, 24 sắc y sinh. Giờ mời lớp đọc tí đi để mình tập làm quen với từ Bali ở đây. Sửa cái này tí cho nó xuống, tí cho nó dễ. Anh Khánh có vào lớp không? Không biết. Dạ, dạ thưa Khánh không có vô thưa. Cô Phúc Việt Trung còn ở đó không? Dạ thưa sư con còn đây ạ. Mời lớp đọc bài em sư đi. Dạ. Dạ, xin mời đạo hữu Kim Cúc lên đọc bài ạ. Dạ, thưa sư, con xin đọc ạ. U ba đa giá ru băng chắc khú sô tăng khả năng chí qua hà ca yô. Bạch sư, con thấy màn hình sư. Dạ có mà sao? Cô. Có ạ, thưa có, con thấy ạ. Dạ thưa có rồi sư. Dạ. Dạ thưa có rồi. Thưa sư, con xin đọc lại ạ. Chắc khú sô tăng kha năng chí quá ha ca yô ba ba sa đá ru băng na má ru băng sát đô găng thô ra sô Abotha tú quý quách chi tăng phù tát tá giá sang kha tăng phốt thắp băng gô chá rá ru băng na má ít thắp tăng bú rí sắp tăng pha quá ru băng na má há đá giá bắt thú há đá giá ru băng na má chí vi tiên quý dân chi vi tá ru băng na má. Thưa sư, xin hết. Còn Trang nữa. Ủa, còn Trang nữa hả? Ôi, người đọc Trang đi ha. Người đọc Trang đi. Không thấy Trang sao. Dạ. Con kính mời cô Tư Nữ Diệu Bảo ạ. Dạ, bác sư. Dạ, bác sư, con xin đọc ạ. Chưa mở mic thì sao? Dạ. Kabalikaro aharo ahara rupang nama akasathatu pachi pariche da rupang nama kaya winya winyati wachi winyati winyati rupang nama rupasa Lahuta, Muruta, Kamanya, Ta, Wika, Rarupang Nama, Rupasa, Upachayo, Sangtati, Charata, Anicca, Ta, Lakhana, Rupang Nama. Con xin hết ạ. Dạ, xin mời đạo hữu Hảo Nguyễn ạ. Dạ, bạch sư, con xin đọc ạ. Upadaya rupang chakhu sotang ganang jiwa kayo pasada rupang nama
Rupang Sado Gantho Rasso Apotatu Vachitang Phutat Phutatayang Phutataya Sankhatang Phut Tha Bằng Gochara Rupang Nama Ithatang Purisatang Phawa Rupang Nama Hadaya Vattu Hadaya Rupang Nama Chi Quý Tình Rí Yang Chi Quý Ta Chi Quý Ta Rupang Nama. Dạ con xin hết ạ. Dạ. Kính mời Đạo Hữu Phúng lên đọc bài ạ. Dạ con xin kính lãnh lễ sư ạ. Con xin được đọc bài. Kalali Karo Aharo Ahara Rupang Nama Akasatu Akasathatu Paricheda Rupang Nama Kaya Vinyati Vachi Vinyati Vinyati Tiru Bang Nama Rubasa Lahuta Muduta Cầm mèn nhá tà Ví cà rá rù bằng nà má Rù bá xá Ú bách chá dồ sẵn tá tí Chá rá tà Á nít chá tà Lắc khá ná rù bằng nà má. Kính đạo sư con đã đọc xong ạ. Xin cảm ơn đạo trẻ. Dạ xin mời những người đã đọc rồi bỏ tay xuống ạ. Dạ thân mời đạo hữu Hồng Mai ạ. Dạ xin mời Hồng Mai ạ. Mở mic chưa? Các thức lô tăng thà năng và cà dô các thà đã vụ tăng nhà mát. Tư tăng sắc đồ dàn thổ rác thổ à phổ thà tư vi vất chi tăng. Phù tắp tá giá sẵn khà tăng phốt thấp bằng vô chá ra rù phẳng nà mát. Ít thất tăng phú vi sắp tăng phà quá rù phần nà má. Há đá giá quá thú, há đá giá rù phần nà má. Chi quý tích chế dần, chi quý tà rù phần nà má. Dạ thưa sư con đã đọc xong ạ. Cảm ơn đạo trà. Dạ xin mời đạo hữu Phạm Tịnh Thảo ạ. Dạ thưa sư con xin đọc bài ạ. Kadani karo aharo ahara rupang nama akasathatu parikche da rupang nama kara vinyati vachi vinyati vinyati rupang nama rupaksa lahuta muduta tamanyata Vi ca ra ru pang na ma ru bát sa u ba cha ro san ta ti cha ra ta anik cha ta lắc khả ma ru pang na ma. Dạ sư sư con xin hết ạ. Dạ xin mời đạo hữu Diệu Thúy ạ. Dạ bạch sư. Bạch sư con xin đọc ạ. Upa da giá ru bằng chắc khu sô tăng khả năng chi hòa ca dô pa xà đa ru bằng nà má ru bằng sá đồ gần thô ra sô áp bồ thà tú vi quắc chi tăng phù tát ta giá sang khả tăng phốt tháp bằng Vô cha ra rù bằng nà má. Ít thát tăng, bú ri sát tăng, phà quá rù bằng nà má. Há đá giá quá thú, há đá giá rù bằng nà má. Chi huy tình đi rằng, chi huy tá rù bằng nà má.
Bạch sư con đọc xong rồi ạ. Dạ, xin mời đạo hữu Tiên Mã ạ. Dạ, thầy sư xin đọc. Kepelikaru aharu ahare rubang bana nama akasa khatu paritche de rubang nama kaya vinyati vachi vinyati vinyati rubang nama rubasa lehuta muruta kamanyata vikare rubang nama Rubasa Ubacheyo Santati Cherata Anichata Lakhane Rubang Nama. Dạ thưa sư xin hết. Dạ xin mời đạo hữu Ngọc Trân ạ. Dạ thưa sư xin đọc. Kapali Karo Aharo Ahara Rubang Nama Akasa Akathatu Paricheda Rupang Nama Kaya Vinyati Vachi Vinyati Vinyati Rupang Nama Rupasa Lahuta Muduta Kamanyata Vikara Rupang Nama Rupasa Upachayo Santati Charata Anichata Lakhana Rupang Nama. Dạ thưa sư xin hát. Dạ, xin mời đạo hữu Tina Nguyễn ạ. Dạ, thưa sư, con xin phép được đọc. Kapali karo aharo ahara rupang nama akasatthatu pariccheda rupang nama kaya vinyati vacchi vinyati Nati Vinyati Rupang Nama Rupasa Lahuta Muttuta Kammanyata Vikara Rupang Nama Rupasa Upacayo Santati Charata Anicchata Lakhana Rupang Nama. Dạ thưa con xin cảm ơn. Dạ, xin mời đạo hữu Quang Thanh ạ. Dạ, thưa sư, con xin đọc ạ. Dạ, thưa sư, con xin đọc. Chắc khu sô tăng ca ga năng chí hà ca rô ca rô bát sa đà rù bằng nà má rù 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 bằng sắc đồ gặt thô ra sổ apple tha tu wick kích tăng phù ta thắt giá sân khá tăng hồ phốt hồ thắt tăng phăng tháp bằng vô cha ra rù bằng na na ma ít thắt tăng bú ri sát tăng pha hoa rú bằng nà má ha đa quát cùng phù ha đa ra ra rú bằng nà má chỉ quý tình về lý rằng chỉ quý tà rú bằng nà má. Dạ thưa sư con xin hết ạ. Dạ xin mời đạo hữu Phạm Tịnh Thảo ạ. Dạ, con đã em xong đọc rồi. Em quên tắt ạ. Cô Phạm Tinh Thảo đọc rồi mà, thấy không? Dạ, thưa sư, con đọc rồi mà con quên tắt, con xin lỗi ạ. Cô Phạm Tinh Thảo đọc rồi. Dạ. Lý ca rô a ha rô a ha ra tu bằng nà ma a ta Sattha tu pariccha ta ru bằng nà ma ta ya vinyati vinyati
kỳ ruỳnh nà huỳnh nát tí huỳnh nà huỳnh nát tí thu bằng nà má thu bát xa là hu tà hu đu tà cầm mà này là ta huy tà thu bằng nà má thu bát xa u bắc cha rồ sầm tà phi cha ra tà anh nick cha tà la lắc ta na ru bằng na ma dạ còn đạo hữu nào muốn đọc nữa không ạ? Dạ thưa sư con xin đọc ạ. Kabali karo aharo ahara ru bằng na ma Akasatha tubarikche daru bằng nà mắt. Kaya huyền nhát ti quá trì huyền nhát ti ru bằng nà mắt. Rù bát sa la hu tà mu du tà cầm mạnh nhát tà huy cà ra ru bằng nà mắt. Rù bát sa u ba cha yô sẵn ta ti cha ra tà anik cha tà lắc khá na ru bằng nà mắt. Dạ thưa sư con xin hết ạ. Dạ thưa sư chắc hết người muốn đọc rồi ạ. Dạ thưa sư cho hỏi cái cá ba ly cà vô ha cá ba ly cà vô cũng được không không thưa sư cá ba ly cà vô hoặc là cá ba ly cà vô cũng được phải không thưa sư cà rô chứ cà vô gì không ý con nói cá ba ly á ly hay ly đúng rồi thấy có trường hợp viết linh mà nhưng trong cái bản này thì tao viết ly. Dạ. Dạ con hiểu rồi. Giờ hôm trước mình học tới đâu rồi? Dạ, tới sắc nam tính rồi thưa sư. Sắc nam tính. Vậy là bữa nay mình bắt đầu học sắc ý bận. Sắc ý bận thì Adiyá bắt thú vụ quá. Sắc ý vật có trạng thái là chỗ nương của ý giới và ý thức giới. Phần sự là dưới chấp ý giới và ý thức giới. Thành tựu là duy trì ý giới và ý thức giới. Nhân cần thiết là có sắc tứ đại nghiệp. Ở đây tại mình chưa học về cái phần tâm cho nên cái phần phân về ý giới và ý thức giới này nó hơi khó cho mình. Bây giờ mình cứ tạm hiểu như thế này, tức là sắc ý vật ở đây đó là nó làm ngoài năm sắc thần kinh làm chỗ nương cho ngũ song thức thì một số tâm còn lại đó là nó không phải hết tất cả, tại vì ví dụ như là cõi vô sắc thì tâm đó nó không có nương vật. Một số tâm còn lại đó là nương ý vật, nương ý vật để nó sanh khởi. Cho nên ở đây sắc ý vật đó là mới có cái trạng thái là chỗ nương cho tâm, và phần sự đó là chấp chứa tâm, thành tựu đó là duy trì
sự tồn tại của tâm. Rồi nhân cần thiết ở đây là có sắc tứ đại. Sắc ý vật ở trong trường hợp này đó là thường là sắc ý vật, thì một số quan điểm thì cho rằng sắc ý vật tức là trái tim, tức là tâm mình nó sanh từ cái trái tim. Dạ. Hoặc là một số thì đề cập sắc ý vật tức là một cái phần máu mà nó nằm ở trong trái tim. Dạ. Nhưng mà ở trong chánh tạng thì Đức Phật ngài không có nói là sắc ý vật là trái tim hoặc là cái phần máu nằm ở trong trái tim, mà ngài nói là cái chỗ nào mà tâm nương vào để sanh được thì chỗ đó được gọi là sắc ý vật. Được gọi là sắc ý vật. Dạ, tức là nó không có cố định ở chỗ nào. Dạ. Thì đó là đối với sắc ý vật. Thứ hai là sắc mạng quyền. Chỉ vì tình tri giá rupa. Hôm trước mình học ở trong phần tâm sở tợ tha, thì trong đó mình có gì phần tâm sở biến hành, thì mình có tình hảo biến tâm sở tợ tha biến hành, thì mình có là xúc thọ tưởng tư nhất hành mạng quyền, tức là mình có cũng có mạng quyền tâm sở. Thì bây giờ mình học ở trong phần sắc pháp thì mình cũng có sắc mạng quyền. Như vậy thì mình sẽ có hai loại mạng quyền, một là danh mạng quyền, hai là sắc mạng quyền. Danh mạng quyền có vai trò đó là duy trì các danh pháp cho nó tồn tại. Còn sắc mạng quyền ở đây đó là đóng vai trò đó là duy trì cho các sắc nghiệp đồng sanh được tồn tại. Cho nên ở đây mình thấy là trạng thái đó là duy trì bọn sắc nghiệp, phần sự là làm cho sắc nghiệp được sống còn, thành tựu là giữ nguyên vẹn sắc nghiệp, nhân cần thiết là có sắc tứ đại nghiệp. Cái phần này nó cũng là một phần khó cho mình nữa, đó là tại vì mình chưa học về hôm trước không biết phần học về phần sắc, sư có nói sơ qua về nhân sanh sắc pháp chưa, sư quên mấy cái phần đó, không biết bài học có đề cập đến hay không. Tức là sắc pháp sanh khởi do bốn nguyên nhân, tức là do nghiệp, do tâm, do thời tiết và do vật thực. Dạ, bữa trước sư có nói rồi thưa sư. Thì ở đây đó là sắc mạng quyền đó, nó duy trì cho cái bản sắc nghiệp. Nhưng mà cái phần này thì tại ở đây thì mình mới học sơ qua cái phần học như dạng học pháp thực tính thôi, chứ mình chưa có tìm hiểu rộng. Đến khi sau này mình sẽ học lại. Học lại thì mình sẽ học phân bọn sắc pháp, rồi tiến trình của sắc pháp sanh khởi ở các cõi như thế nào đó. Tới đó thì mình sẽ học chi tiết hơn. Còn ở đây thì mình học giống như học pháp thực tính, học ngắn gọn thôi, học về bốn ý nghĩa của mỗi một loại sắc. Còn cái phần này thì ví dụ bọn sắc nghiệp có bao nhiêu bọn, rồi mỗi một bọn có bao nhiêu thứ gì đó, sau này mình sẽ học thêm cái phần đó. Thì tạm hiểu đó là sắc nghiệp ở đây tức là sắc mà do nghiệp tạo. Sắc do nghiệp tạo, ví dụ như là khi mà các Phật tử mình làm điều ác như là đánh đập, giết hại chúng sanh khác, làm cho chúng sanh khác bị đau khổ, thì cái nếu mà cái nhân đó mà nó cho quả thì nó tạo ra cái sắc, sau này nó tạo ra cái sắc pháp đó là xấu, không được, tức là dễ bệnh hoạn, tức là cái sắc pháp nó không có được khỏe mạnh,
hoặc là nếu mình tạo tâm không có được đẹp, dù với sống với tâm, tại trong việc đánh đập đó phần lớn là mình sử dụng tâm sân. Dạ, cho nên khi mà nếu mà cái nghiệp đó nó cho trổ quả thì bọn sát nghiệp đó thì nó sẽ xấu, nó trở thành làm cho sắc thiện, em làm phước bố thí hàng ngàn thì nó sẽ sắc pháp nó là đẹp chỉ nhìn thì đó là sắc hoặc là tâm bất thiện. Thì sắc nào được tạo từ những từ hành động thiện hoặc là hành động bất thiện thì người ta gọi là sắc nghiệp. Thì đó là nói về vai trò của sắc mạng quyền. Mạng quyền tức là nó duy trì cái sự sống của bọn sắc nghiệp. Ở đây tại cái bài này thì sư soạn trước cho nên nó khác với cái một số từ bệnh thì nó khác với cái nghĩa trong cái văn bản Pali mà các tử mình mới đọc lúc nãy. Ví dụ như là nãy mình cái chữ sắc vật thực đó là mình có cái chữ là kapalikaro, một số bản thì sử dụng là kapalinkara, kapalinkaro ahara rupa. Thì có thể là những vị bản cái đó nó cũng không có gì lạ, tại có bản thì xài chữ này, có bản xài chữ kia thôi chứ nó cũng không có gì. Nếu mà chúng ta đọc nhiều bản thì chúng ta thế là cái sai biệt đó không có gì đáng ngại. Trạng thái đó là chất bổ dưỡng, phần sự là phát triển sắc pháp, thành tựu là nâng đỡ hay hỗ trợ, thanh sắc nhân cần thiết là có sắc tứ đại nghiệp. Thì ở đây sắc vật thực đó là chất bổ dưỡng, tức là khi mình ăn vào cái vật thực đó nó tạo ra cái dưỡng chất để cung cấp cho cái cơ thể, cho nên mới có phần sự đó là sắc vật thực, nó có phần sự đó là phát triển sắc pháp. Ví dụ cơ thể mình mà được lớn như thế này đó làm nhờ có sắc vật thực, mình ăn uống nó có cái chất dưỡng tố, nó nuôi dưỡng cái sắc pháp này được lớn. Rồi thành tựu là nâng đỡ hay hỗ trợ thân sắc, tức là hỗ trợ cho nó phát triển được tốt thì thôi chứ không có gì. Nhân cần thiết đó là phải có sắc tứ đại nghiệp, là phải có đất nước lửa gió. Thưa tiếp theo đó là phần sắc giao giới prachedā rūpa. Trạng thái đó là ranh chia giữa các bọn sắc, phần sự là giới hạn từng bọn sắc, thành tựu là phân ranh bọn sắc, nhân cần thiết là có sắc tứ đại nghiệp. Cái sắc giao giới ở đây nó là cái khoảng cách, hoặc là nó giống như là khoảng cách giữa hai sắc. Hay là nói ví dụ như là chúng ta nói cho dễ hiểu, ví dụ như là chúng ta có 50 ngón tay nhưng mà chúng ta khép nó lại thì chúng ta thấy là từ cái ngón tay này với ngón tay kia nó có cái khoảng trống. Thì cái khoảng trống đó người ta gọi nó là sắc giao giới. Giao giới. Nói chung là cái không gian. Thì giữa các sắc thì gọi là sắc giao giới. Sắc giao giới. Cái này thì nó rõ ràng rồi, nó không có gì. Thứ hai đó là sắc biểu tri. Sắc biểu tri thì có là thân biểu tri và nữ biểu khẩu biểu tri. Ca giáo huynh nhất tí và chi huynh nhất tí. Giờ ca giáo huynh nhất tí, thân biểu tri. Trạng thái đó là nêu bài ý nghĩa bằng thân. Phần sự là làm cho biết ý nghĩa. Thành tựu là thân chuyển động. Nhân cần thiết là có gió do tâm tạo. Ở đây
liên quan đến thân điệu tri đó, tức là những hành động mà bộc lộ bằng thân và làm cho người khác người ta hiểu được. Dạ. Ví dụ như là ở trong chú giải Pháp Cú Kinh có kể lại câu chuyện của một bà vị bà La Môn mà thường hay cúng dường. Và một ngày nọ thì Đức Phật ngài đi đến thất thực trong lúc ông ta đang ăn cơm, và bà vợ của ông ta thì đang quạt hầu. Thì trong lúc ăn cơm vì ông ngồi say mặt vào bên trong cho nên ông không có nhìn thấy Đức Phật được. Thì bà vợ thấy như vậy thì bà ấy suy nghĩ đó là nếu mình để cho chồng mình thấy Đức Phật á, thì chắc chắn là ông sẽ lấy cái phần cơm này cúng dường cho Đức Phật, và thế là mình phải nấu cái phần cơm mới cho ông ăn. Vì bà suy nghĩ như vậy cho nên bà ấy đứng, tức là đứng làm sao mà để che cho người người chồng của mình có ngước lên cũng không nhìn thấy được Đức Phật, hoặc là có soi qua cũng không nhìn thấy Đức Phật. Rồi cho dù bà đứng như vậy, rồi bà đứng một lát thì bà mới ra cái dấu hiệu đó là cho Đức Phật đi. Dạ. Thì trong lúc bà ra dấu hiệu cho Đức Phật đi như vậy thì Đức Phật ngài lắc đầu. Ngài lắc đầu để bà biết đó là ngài không có đi khi mà ngài chưa nhận được cái sự cúng dường. Thì trong lúc Đức Phật lắc đầu như vậy thì bà cười. Bà cười thì ông chồng ông ngó qua thì mới nhìn thấy Đức Phật. Thì lúc đó ông có niềm tin rất là mạnh. Ông mới nói với Đức Phật đó là bây giờ cái phần cơm này là cái phần cơm, tức là ông phần cơm của ông, cho nên ông đang ăn, tức là ăn rồi. Bây giờ không biết là, tức là ăn đang ăn mà ăn chưa có hết. Thì ông mới hỏi Đức Phật đó là giờ ông có thể cúng dường cái phần cơm mà ông đang ăn này được hay không? Thì Đức Phật ngài mới nói đó là không những cái phần cơm mà ông còn ăn, đang ăn mà đem cúng dường được, mà ngay cả phần cơm ông ăn dư thừa, hoặc là cái phần cơm đáng để đổ bỏ, cái phần cơm đó nếu mà cúng dường Như Lai là vẫn xứng đáng. Dạ. Cái câu chuyện đó mình suy nghĩ mình rất là thấm. Tức là mình nghĩ Đức Phật ngài sẽ dùng những thứ cao lương mỹ vị, mà thật chất là Đức Phật ngài không phải như vậy. Dạ. Tức là người ta cho cái gì ngài nhận cái đó. Dạ. Rồi ông mới mang cái phần cơm mà mình đang ăn đó đem đến để cúng dường Đức Phật. Nhưng mà trong câu chuyện này mình muốn kể để nói về thân điện tri, tức là hành động của người vợ của bà La Môn đó là ra cái dấu hiệu ngoắc ngoắc cho Đức Phật đi. Rồi Đức Phật ngài không đi cho nên ngài lắc cái đầu. Thì hai người hiểu ý nhau. Thì trong trường hợp mà đưa ra cái hành động bằng thân như vậy và hiểu ý nhau thì người ta gọi là thân điện tri. Và ở đây tại sao trong cái cho nên phần sự ở đây đã làm cho biết ý nghĩa, còn thành tựu là thân chuyển động, tức là nó phải có sự chuyển động một phần nào đó của cơ thể. Ví dụ như là có thể là bằng ra dấu hiệu bằng tay, ví dụ như là người câm mà họ muốn chỉ mình cái gì đó thì họ thường ra dấu hiệu bằng tay, và khi mình hiểu được cái mà họ muốn nói, muốn diễn đạt thì đó là thân biểu tiên. Và ở đây tại sao là nhân cần thiết là có gió và tâm tạo. Có gió do tâm tạo là vì chúng ta nhớ hôm trước chúng ta học về gió, tức là gì? Gió tức là theo ở trong cái gì pháp gió, tức là gì? Cái gì mà nó có tính chuyển động, làm rung động thì cái đó là gió. Cho nên khi mà thân mình thân mình thí dụ như là mình giơ tay lên, để tay xuống, bước tới bước lui, xoay qua xoay lại, cái đó đều là sự chuyển động của gió. Và gió đó là do tâm tạo ra.
À, giá đó là do tâm tạo ra. Thì à, đó là nói về thân biểu tri. Thứ hai là nói về khẩu biểu tri. Trạng thái là nêu bày ý nghĩa bằng miệng, phần sự làm cho biết ý nghĩa bằng thanh. Thành tựu là phát ra âm thanh từ miệng, nhân cần thiết là có chất đất do tâm tạo. Thì ở đây chúng ta thấy là tức là cái lời nói khẩu biểu tri ở đây tức là diễn đạt bằng lời nói, nãy thì diễn đạt bằng tín hiệu bằng thân, còn ở đây thì diễn đạt cái ý nghĩa đó là bằng lời nói, để người khác mà qua cái lời nói đó người ta hiểu được cái ý mà mình muốn nói là cái gì. Dạ như vậy thì khi nào lời nói mà diễn đạt và người ta hiểu được cái ý nghĩa đó thì như vậy được xem là khẩu biểu tri. Và âm thanh phát ra đây đó là phát ra bằng từ miệng. Thì đó là nói về khẩu biểu tri. Thứ phần bọn tiếp theo đó là ba sắc đặc biệt, đó là sắc khinh, sắc nhu và sắc thích nghiệp. Sắc khinh đó là lahuta rupa, trạng thái là sự không trì trệ, phần sự là làm tiêu từ tình trạng nặng nề của sắc pháp, thành tựu là sắc nhẹ nhàng uyển chuyển, nhân cần thiết là sắc tứ đại kinh an. Thì ở đây liên quan đến sắc nhu, chữ nhu ở đây tức là nhẹ nhàng, mềm mỏng, mềm mại. Khinh hả? Khinh là nhẹ, nhẹ nhàng. Chữ nhu mới là mềm mại, xin lỗi, là nhẹ nhàng. Thì ở đây để phân biệt trong trường hợp mà sắc pháp mà có sắc khinh đó, chúng ta để ý là ví dụ như là trong lúc mình bệnh đó, thì chúng ta thấy cái thân thể mình rất là nặng nề. Dạ, rất là nặng nề, làm cái gì cũng làm không nổi. Dạ, thì ở trong trường hợp đó là cơ thể mình nó đang thiếu cái sắc khinh. Đang thiếu sắc khinh. Nhưng mà nếu mà trong lúc mà lúc nào mà mình, cơ thể mình cảm thấy nhẹ nhàng, linh hoạt, thì lúc trong công việc thì lúc đó là có cái sắc khinh xuất hiện. Dạ. Cho nên ở trong nhân cần thiết ở đây đó là mới có là sắc tứ đại khinh an, tức là phải khỏe thì mới có được cái này. Thứ hai đó là sắc nhu, Mudita Rupa. Nhu ở đây tức là mềm mại. Mềm mại. Cho nên ở đây chúng ta thấy trạng thái đó là không cứng sự, phần sự là bài trừ sự thô cứng của sắc pháp, thành tựu là không trở ngại mọi hành động, nhân cần thiết là có sắc tứ đại nhu nhuyễn. Thì lúc nãy thì phần khinh đó là nhẹ nhàng, còn nhu ở đây đó là mềm mại. Mềm mại. Cái sắc mềm mại này thật ra là nếu mà đối với người có phước thì mình không nói rồi. Nếu mà người với người có phước thì thường ngoài trừ ở trong trường hợp bệnh tật thì mình không có nói, nhưng mà trong trường hợp bình thường với người có phước thì có được cái thường hay có được những sắc này, có được những sắc này xuất hiện. Tại đây nó là ba sắc đặc biệt, không phải lúc nào nó cũng có. Nhưng mà sắc, nếu mà mình cái phước của mình ít, nhưng mà ví dụ như là trong đời sống hàng ngày mình rèn luyện thường thường xuyên, tập thường xuyên,
thì sắc đó nó cũng trở thành sắc nhu. Ví dụ như là các Phật tử mình là người tập yoga mà họ hay uống nắng cái cơ thể phía trước phía sau, đưa hai chân lên chẳng hạn, thì cái sắc pháp nó phải mềm mại thì mới làm được như vậy. Nhưng mà cái mềm mại ở trong trường hợp đó là do mình thực tập ở trong đời sống hàng ngày nhiều để mình có được cái sắc đó. Còn nếu không thì nó vẫn là thô thiển, vẫn là cứng. Hoặc là sư ví dụ như là các Phật tử mình đi đến chùa lại Phật, lần đầu tiên mình đi đến chùa, có những Phật tử mình lại Phật nhìn rất là cứng. Nhưng mà có những em bé mà có thể là chị cũng chỉ đến chùa một vài lần thôi, nhưng mà đến lễ Đức Phật mình nhìn rất là đẹp. Nếu mình để ý thì ở trong trường hợp đó nó có cái sắc nhu, sắc nhu xuất hiện do cái thể là do cái phước nhiều đời nhiều kiếp gì của các cháu đã từng tạo, cho nên ở trong đời sống hiện tại chỉ gặp cái cảnh thích hợp thì có thể đảnh lễ được một cách dễ dàng và nhìn rất là mềm mại, rất là đẹp, thậm chí là đẹp hơn người lớn mình chưa quen. Thì đó nói về sắc nhu. Thứ tư đó là sắc tích nghiệp. Sắc tích nghiệp trạng thái đó là sự phù hợp với hành động, phần sự làm bài trừ, cách không vừa công việc. Thành tựu là sự không bạc nhược của sắc pháp, nhưng cần thiết là có sắc tứ đại thích nghi. Cái này nó giống như là cái cái thí dụ lúc nãy, cái thí dụ mà mình tập lúc nãy thì mình cũng có thể đưa ra trong trường hợp này, trong trường hợp này cũng được. Tức là một người quen tập thể dục, cho nên khi mà tập những động tác khum lên cúi xuống, xoay trái xoay phải gì đó, hoặc là đưa chân tới đưa chân lui gì đó, thì ta làm được rất là dễ dàng, là vì có cái sắc thích nghiệp này, tức là làm thường xuyên ở trong đời sống hàng ngày. Nhưng mà với mình thì nếu mà lâu lâu mà mình bắt mình đi tập thể dục một lần thì chúng ta thấy sao? Rất là khó, làm rất là khó, hoặc là sao? Làm xong không khỏe mà còn mệt. Lý do nó là thiếu cái sắc thích nghiệp. Thiếu sắc thích nghiệp. Đó là ba sắc đặc biệt. Ba sắc đặc biệt này nó có thể có là do phước ở trong quá khứ mà mình đã tạo, nhưng mà nó cũng có thể có đó là do mình rèn luyện ở trong đời sống hàng ngày, những công việc được làm thường xuyên, thì ba sắc này nó sẽ xuất hiện. Thứ tư đó là nhóm cuối cùng, đó là bốn sắc tướng trạng, đó là sắc sinh, sắc tính, sắc tiếng, sắc dị và sắc diệt. Thứ nhất đó là trạng thái, đó là hiện tượng sơ sinh của sắc pháp. Phần sự là làm khởi sinh bọn sắc pháp. Thành tựu là sắc pháp có mặt đầy đủ, nhưng cần thiết là có sắc pháp tích lũy. Ở đây muốn nói đó là sắc sinh ở đây đó là sự có mặt của sắc pháp thôi, không có gì. Còn phần sự của nó thì làm khởi sinh bọn sắc pháp, tức là bọn nhãn, bọn nhĩ, bọn tỷ, bọn thiệt hay là bọn thân. Bây giờ vậy, sau này chúng ta học phân bọn sắc pháp thì sắc sinh tức là vậy. Rồi nếu mà thành tựu thì có đầy đủ bọn sắc pháp. Nhân cần thiết đó là có sắc tích lũy. Tức phải có sắc tích lũy để nó sinh lên.
sắc tiếng ở đây đó là hiện tượng là đang diễn tiến, phần sự là sắc tiếp tục tồn tại, thành tựu là sắc pháp hiện hữu không gián đoạn, nhân cần thiết là có bản sắc vừa sanh khởi đang tồn tại. Tức là ở trong tiến trình sanh diệt của sắc pháp đó là có sanh rồi có trụ rồi có diệt, thì có sinh nãy là phần sắc sinh rồi, còn trụ ở đây nó là cái giai đoạn mà nó diễn tiến, tức là đang diễn ra, thì cái giai đoạn trụ nó được xem là sắc tiến, sắc tiến. Rồi thành tựu thì sắc pháp hiện hữu không không gián đoạn, nhưng cần thiết là có bọn sắc vừa sanh khởi đang tồn tại. Thứ ba là sắc dị. Sắc dị ở đây thật ra nó là, ở đây chúng ta thấy là charata rupa. Charata cái chữ nha, chúng ta nhớ cái chữ chara, chara tức là vàng. Nó vàng tức là nó sanh rồi, nó phát triển rồi, rồi nó bị già đi. Vậy đó là thay đổi. Cho nên ở đây chúng ta thấy trạng thái đó là sự già cỗi của sắc pháp. Phần sự là đưa đến hư hoại, thành tựu là sắc không còn mới, nhân cần thiết là có sắc đang chín mùi. Thì đó là sắc dị. Sắc dị tức là nó già đi rồi, cuối cùng đó là mới đưa đến cái chết của sắc pháp. Cái chết ở đây nó không phải cái chết giống như là mình chết hết một cái kiếp này, nhưng mà tức là cái sắc pháp, giống như sắc pháp của chúng ta ở đây đó là nó sanh diệt liên tục. Cứ bọn này sanh này, bọn này diệt, bọn này sanh, bọn này diệt gì đó, nó liên tục, nó giống như là tâm vậy. Cho nên không phải là đến khi mình chết thì sắc pháp nó mới diệt, không phải vậy. Nếu mà nó không diệt như vậy thì mình không có bị già đi. Rồi thứ tư đó là sắc diệt. Anicca rupa. Thật ra chúng ta thấy cái chữ diệt ở đây là chữ gì? Anicca. Chữ anicca này thường dịch nó là gì? Là vô thường. Tức là nó thay đổi, thay đổi từ một hình thức này sang cái hình thức khác, gọi là anicca, anicca. Mà ở đây đó là vì bốn giai đoạn của sắc tương trạng, nó là sao? Nó có sinh, rồi phát triển, rồi nó bị già đi, rồi sau khi già thì nó chết. Cho nên ta mới sử dụng cái chữ là anicca, tức là vô thường, tức là thay đổi. Trạng thái đó là sắc tiêu hoại, phần sự là hiện tượng sắc pháp chuyển biến, tức là thay đổi. Thành tựu là diệt mất sắc pháp. Sắc pháp ở đây chúng ta phải để ý đó là cái chữ vô thường ở đây đó. Vô thường ở đây là nó phải thay đổi từ một cái trạng thái này sang một cái trạng thái khác thì người ta mới gọi là vô thường. Giống sắc này nó diệt đây, rồi sắc pháp khác sanh khởi, thì lúc giờ nó mới là vô thường. Nhân cần thiết là có sắc đang tiêu hoại. Thì đó là bốn sắc tương trạng. Bốn sắc tương trạng. Và đây là bản nêu chi pháp của 28 sắc pháp. Của 28 sắc pháp. Thì ở đây mình có là đất, nước. Trên bản đồ này, bản nêu này cho mình thấy là có đất. Bốn sắc đại hiển là đất, nước, lửa, gió. Và 24 sắc y sinh nó được phân ra thành 10 nhóm. 10 nhóm mà. 1, 2, 3. Cái 4 cái này thì mỗi một cái như vậy là
là một nhóm, cho nên ở trên 3 với 4 cái này nữa là 7, là 8, 9, 10, là 10 nhóm. Nhóm 1 có 5 thứ, đó là 5 sắc thần kinh, tức là có nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân. Nhóm 2 đó là nhóm sắc cảnh, thì có là cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh mùi, cảnh vị, còn cảnh xúc là đất, lửa, gió. Rồi ở đây là sắc, hai sắc biểu tri, đó là thân biểu tri và khẩu biểu tri. Ở đây mà nhóm tiếp theo đó là sắc mà mạng quyền, sắc vật thực, sắc ý vật, sắc mạng quyền, sắc vật thực và sắc giao giới. Nãy là sắc tính, sắc tính nữ, đâu có rồi à, tới sao là... À, xin lỗi, ở chỗ hai này là tính nam, tính nam, sắc tính nữ. Dạ, tính nam, sắc tính nữ. Rồi mới tới sắc ý vật, sắc mặt mạng quyền, sắc vật thực và sắc giao giới. Rồi hai này thì sắc sắc biểu tri, đó là thân biểu tri và khẩu biểu tri. Rồi tới ba sắc đặc biệt, đó là thinh, nhu và thích nghiệp. Và bốn sắc tương trạng học lúc nãy, đó là sinh, tiến, dị, diệt. Dạ. Thì học bí diệt pháp đó, mình hiểu tới đâu chưa biết, nhưng mà trước tiên đó là các tử mình phải nhìn được trong cái bản nêu này, và mình đọc được hết các chi pháp, đọc được hết các chi pháp. Thì đó là cái cơ bản đầu tiên nhất. Tất cả trên bản nêu này là mình phải học thuộc lòng hết, phải học thuộc lòng hết, để khi mà người ta nói tới đâu thì mình nắm được tới đó. Dạ. Thì đây là phần phần 24 sắc y sinh. Phần 24 sắc y sinh. Bây giờ coi như là mình kết thúc phần học về các pháp thực tính. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu học chi tiết lại, đó là từ phần tâm. Bắt đầu học chi tiết lại từ phần tâm. Bây giờ mình còn bao nhiêu phút à? Chắc mình cũng không kịp, chắc cũng học không được gì. Dạ, còn 13 phút nữa thôi sư. 13 phút nữa, 13 phút nữa học được cái gì đây? Học bài mới thì không kịp. Bây giờ cứ tạm bao nhiêu đây đi, thì sau thì để sư quảng cáo một tí rồi cũng được, cho xem trước một tí để chuẩn bị. Sao kỳ lại chia sẻ không được à? Các bạn này là được. Nó bị lỗi gì rồi, tính mở cái này cho xem tí để kỳ sau mình học, mà bây giờ nó bị lỗi. Thì bây giờ lớp học tạm kết thúc ở đây. Bây giờ thì tuần tới là mình sẽ học lớp bi diệt pháp này, mình sẽ học tối thứ sáu ha. Tối thứ bảy thì sư bận đi Bình Định rồi, cho nên mình sẽ học tối thứ sáu. Lớp Bali 2 tối thứ năm thì mình sẽ học tối thứ tư. Tới thứ năm sư bận đi giảng ở chùa Giác Ngộ.
Cho nên cô Trân nhớ thông báo cái lịch học tuần sau giúp xin. Giờ mời cô Phúc Việt trung tâm mic để mình kết thúc buổi học. Dạ, bài học đã kết thúc. Chúng con kính tri ân sư Tinh Tuệ đã giảng dạy cho chúng con bài học vi diệu pháp về sắc pháp ngày hôm nay. Dạ, kính thỉnh sư nghỉ ngơi. Dạ, kính mời đạo hữu Tịnh Hạnh thay mặt lớp học lên tụng kinh hồi hướng những phước báu có được trong buổi học pháp ngày hôm nay đến chư thiên ạ. Dạ, Nam Mô Bụt Tha dạ, Nam Mô Tham Ma dạ, Nam Mô Sang Kha dạ. Con kính tri ân sư, con xin thay mặt với cô tu nữ, cô chú học viên trong lớp học hồi hướng phước báu của buổi học hôm nay đến chư thiên. Akasatha Chakumatha Dewa Naga Mahitika Punyang No Anumodan Tujirang Rakhantu Sasanang Akasatha Chakumatha Dewa Naga Mahitika Punyang No Anumodan Tujirang Rakhantu No Garo Akasatha Chakumatha Dewa Naga Mahitika Nhang no anumodan tu jirang ra khan tu nyata yo akasatha japamatha dewa naga mahitika. Nhang no anumodan tu jirang ra khan tu nyata yo akasatha japamatha dewa naga mahitika.